Chào các bạn, đây là cái khu sơn để mà tròn và đẹp. Thì là mình sơn cái cỏ phải nằm xuống và bên hông mình ôm ha. Mình ôm cỏ lại, cái cỏ là mình nằm xuống để nó sát cuticle. Hai bên hông mình phải ôm. Qua bên này mình xoay cái tay của mình, ôm cỏ, mua sát. Thì mình sơn nó sẽ tròn và đẹp. Mình nhẹ cọ đè xuống bên hông, mình ôm. Mình ôm ha. Mình làm đúng cách, đúng kỹ thuật thì nó sẽ giúp mình ít tốn thời gian hơn. Mình làm nhanh hơn. Qua bên này thì mình ôm bên này. Ở trên đầu thì mình dùng nhẹ qua bên phải thì mình ôm bên phải, qua bên phải thì mình ôm bên phải. Mình nhớ là cái tay trái của mình khi mà cầm ngón tay khách á, thì mình xoay qua bên này thì mình xoay bên này. Và cái thân cỏ rất là quan trọng nha các bạn. Ôm xuống, kéo dài, ôm xuống, kéo dài. Và kéo dài á, mình để cho cái nó mượt. Nó mượt cái móng, và khi mình sơn nó cũng tiện hơn và nhanh hơn, nó không có bị bắp nha các bạn. Rằng video của Thoa chỉ về cách làm nail cũng như cách sơn thì bổ ích và giúp được các bạn. Thì mong rằng các bạn hãy like, share và cũng như yêu thích cái video về cách làm nail của Thoa, để mà mọi người nếu mà không có thời gian đến trường thì có thể học qua cái video, học qua YouTube để mà làm được như mình muốn mà không phải còn phải tốn tiền nhé. Mình ngón này to thì mình nằm cọ xuống trước để cho nó sát cuticle đẹp cái đã. Sau đó mình xoay bên đây, mình kéo xuống, bắt đầu mình kéo đường giữa nè, rồi bên đây mình kéo bên hông nè. Các bạn thấy rất là nhanh gọn lẹ. Thì khách này á, họ thích natural, họ thích clipping thì mình sơn clipping thôi. Tất cả các bước đều giống nhau ha. Mình nằm cọ xuống là ôm cọ vô, bên hông là ôm vô. Ôm rồi mình kéo xuống, cọ là mình ôm sát cuticle vậy đó. Mình đừng có để cho nó over là nó không có, khi mà khách đến feel quá nó không có đẹp và nó bị gù ghê, nó không có mượt cái đầu cuticle. Mình xin nhẹ để nhẹ xuống bên hông thì mình nghiêng bên hông. So this color I do too hot, okay? Thank you. Khi mình muốn kéo lại, mình phải kéo từ trên đỉnh mình kéo xuống luôn nha các bạn. Mình đừng kéo chân ngang, tại vì kéo chân ngang nó sẽ bị cái đường. Ví dụ gì, đúng không? Khi mà Thoa muốn kéo lại, Thoa phải kéo từ hình hết cho nó mượt là cái móng. Và nhìn cái móng nó sẽ sắc và đẹp hơn và nó đều hơn. Mình sơn bên này thì mình nghiêng bên này. Sơn đâu thì nghiêng đó. Hai cái tay, ngón tay của mình phải biết xoay chuyển. Nhẹ xuống làm kêu thì cô sáng xuống. Mong rằng video của tôi sẽ giúp được các bạn nhé. Như bạn rất là thích học nail nhưng mà đôi lúc kinh tế không cho phép hoặc là không có thời gian học, thì có thể thông qua cái kênh YouTube của Thoa thì các bạn có thể học, và mong rằng các bạn sẽ gặt hái được cái thành công cũng như là kết quả những cái gì mà Thoa gửi đến các bạn. Dùng nước thứ hai cũng vậy,
xương nằm gì cò xuống đó, mình hông gì mình ôm. So two hot good right. Thứ hai cũng vậy, mình phải coi, mình phải xoay cái tay của mình đi theo để cho cái màu nó được sáng. Để mà có một cái kỹ thuật đúng, làm nhanh gọn thì hãy xem, hãy theo dõi video của Thoa nhiều hơn nhé. Và nhớ là cho ý kiến đóng góp vào dưới á, để Thoa biết, để mà Thoa đáp ứng đủ nhu cầu của các bạn nhé. Mong rằng video của Thoa sẽ giúp được các bạn, cũng giống như là một phần nhỏ để mà Thoa gửi đến những các bạn nào mà không có kinh phí để đi học, cũng như là không có thời gian để mà làm học nail này, thì YouTube chỉ có mười mấy phút thì các bạn có thể học được những bước cơ bản về cách làm đơn giản, nhanh, gọn lẹ, đẹp nữa nha các bạn. Mình kéo xuống, mình nhẹ cái tay này, mình đè cái đầu cò nhẹ xuống bên hông, mình ôm, mình kéo nè. Mình sơn màu hay sơn nước bóng, hay sơn bay, hoặc là sơn các màu khác cũng vậy. Mình làm đúng cái kỹ thuật như vậy thì cái màu nó sẽ đẹp và nó đều hơn. Mình không có phải mà lo lắng về màu này mình sơn đẹp, màu kia mình sơn không đẹp, hoặc là màu này mình sơn mượt, màu kia mình sơn không mượt nhé. Cái theo những cái kỹ thuật của Thoa thì các bạn sẽ có bộ nail hoặc là cái dũa mà các bạn mong muốn, hoặc là có những cái vấn đề mà các bạn trước giờ chưa giải đáp được, thì những video của Thoa mong rằng sẽ giải đáp được những cái điều mà các bạn lâu nay luôn nghĩ là nail khó, hoặc là tại sao là cái mình dũa hoài, học hoài mà nó cũng không giống như mình muốn. Thì hãy coi video của Thoa để có cái nhiều điều mới mẻ hơn, và cũng như là nhanh hơn, tiện hơn và gọn gàng hơn nhé các bạn. Đây, bước đây là bước sơn top, là bước cuối cùng. Sơn top cũng vậy, mình sơn các bước đều giống nhau cả. Bên này, bên trái thì mình ôm bên trái ha, bên phải thì mình ôm bên phải. Để mà làm một bộ nail thanh mảnh mà gọn đẹp và nó không có bị mập hai bên á, thì các bạn phải nhớ coi video trước đó của Thoa, là Thoa dạy về Thoa hướng dẫn về mọi người cách gắn móng và cách chạy chạy móng như thế nào để mà móng được thon gọn và đẹp nhé. The thumb up a little bit, help me, okay? Thank you. Mình sơn, khi mình sơn mình kéo dài xuống nè, rồi mình đi kéo hết thẳng cái móng ha các bạn, để chi, để cái phần đi nó đủ và nó không bị ngừng lại ở cái đầu. Tại vì nếu như các bạn không kéo một cách dứt khoát á, thì cái đầu á, nó sẽ bị dày, nó bị dày như một cọng tóc, hơn một cọng tóc là các bạn cũng đủ thấy là nó không đẹp rồi. Cho nên là mình phải dứt khoát nhé các bạn. Sau khi mà mình sơn đã xong á, thì theo cái cách của Thoa, lúc nào gì mình dũa nhẹ lại nha, mình dũa nhẹ lại để cái móng của mình chi nó sắc hơn, sắc hơn. Ôi,
gọn gàng hơn. Tại vì nha, đôi lúc á, cái những cái phần mà của nước sơn cách để nghiêng hoặc là nó lên ra một xíu, thăm up a little bit yeah. Thì làm mình check lại, mình kiểm tra lại một lần nữa để cho móng của mình là bén hơn, mình đẹp hơn nha các bạn. Mình chỉ nhẹ lại thôi, nếu không là nó mất cái len của người ta. So the thumb up a little bit. Okay, yeah. Get in another one. Thì khi mà đã xong rồi á, thì mình cho dầu lên tay khách để chi cao nhiều lúc á, tay khách nó bị khô. Thì cái dầu nó giúp cho tay khách nó không có thấy những cái phần khô đó và làm cho nó mượt cái móng hơn. Cách hướng dẫn sơn đẹp đã xong rồi thì mong rằng các bạn hãy yêu thương bằng cách like, share cũng như subscribe cái channel của Thoa nhé, để mà mọi người biết đến những cái công thức cũng như là những cái kinh nghiệm của Thoa truyền đến mọi người nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha.